Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là ngày thứ hai, hôm nay ngày mình off. Ủa, mình ra thăm miếng vườn nho nhỏ của mình đây. Đó, rau diếp cá đó cả nhà. Và bây giờ cả nhà coi đã không? Lớn cỡ này luôn rồi đó. Wow, mình sẽ đem vô đây mình hái, mình xay, mình uống đó cả nhà. Đó, diếp cá đó. Wow. Đã không cả nhà? Không gặp cái không gặp mấy em bầu, hôm nay mấy em bầu nó ra rồi. Ôi ôi thương quá, cưng quá cả nhà ơi. Mấy em bầu của mình này đó nè, mời chưa đó, lâu lắm rồi không gặp mấy em nha. Nó một tuần thôi à, đâu gặp mấy em đâu, chị đi làm mà mấy em ra quá chừng. Đây nè cả nhà, ôi mời quá cả nhà ơi, bầu. Ôi, còn đây dưa leo cả nhà. Nó xin lỗi, đậu que, đậu que. Đó. Đậu que đó cả nhà. Ôi. Bầu cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà. Có mấy chú ong đang đi hút mật. Mình không dám lắm lại quay gần, mình sợ. Sợ đó. Rau tầng ô của nhà mình. Ôi bầu nè cả nhà ơi, mê quá. Tầng ô, đậu que. Hết cả nhà. Đậu que đây. Cái này là rau tầng ô của mình. Tôi đi lụng được trái bầu rồi. Đó cả nhà ơi, mình bắt cái ghế này nè, sáng mình nằm đây. Mình đọc sách, mình đọc báo, mình nói phone, nói chuyện điện thoại. Đó. Đó, bầu đó cả nhà ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy trái bầu. Đó, chú ông đang đi hút mật. Đây nè cả nhà. Đậu que nè. Đó, cả nhà thấy không? Bao la rộng lớn luôn. Đó. Ôi, đậu que ba la rộng lớn, còn đây là đám rau muống của em. Mê quá mấy trái bầu. Ai ăn bầu thì ghé nhà mình nha. Ghé đem bầu về ăn nha cả nhà. Ôi là, đây cũng có một trái ngay đây nè. Trái bầu nè cả nhà. Bầu leo sắp hết cái vàng nhà mình luôn rồi đó. Hết, cả nhà thấy không? Ôi, trái bầu đẹp quá. Chúc cả nhà một buổi sáng bình yên và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo của mình. Mỗi ngày mình sẽ quay cái khung cảnh sống hiện tại ở nước Mỹ này cho cả nhà coi một chút. Thú vui của mình Mỹ là mình chỉ có thể thôi, mùa hè mình trồng rau, trồng hoa, trồng quả mình ăn. Bye bye cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye cả nhà. Bye bye. See you next time.